Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi Honduras hòa giải, tin từ Vatican. Hôm nay Đức Giáo hoàng Francis đã gặp Tổng thống Porfirio Lobo và kêu gọi Honduras hòa giải quốc gia. Tổng thống Lobo đang theo đuổi chương trình thanh lọc hàng ngũ cảnh sát tham nhũng sau các vụ bạo động và các tổ chức buôn lậu ma túy phát triển trong nước. Theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc, Honduras là nước có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới. Trung bình cứ mỗi 100.000 dân có 86 người bị giết. Honduras đang trở thành một địa điểm quan trọng của các băng đảng ma túy đang dời địa bàn khỏi Nam Mỹ. Ngày hôm qua, cảnh sát và lực lượng an ninh đã tịch thu những chương mục ngân hàng trị giá 500 triệu Mỹ Kim của một băng đảng ma túy. Theo luật năm 2010, chính quyền Honduras có thể tịch thu những tài sản có gốc gác mờ ám. Ngày hôm nay, một tờ báo đã đăng chi tiết một cuộc phỏng vấn giáo hoàng và ngài đã nói rằng quá nhấn mạnh tới phá thai, đồng tính luyến ái, bàn luận cách ngừa thai sẽ có nguy cơ làm sụp đổ giáo hội như một căn nhà bằng giấy.